Nếu như hay là thế này, thế Anh cứ nói. đó chúng ta có thể chia sẻ và thông cảm với những người đang từng sống ở cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, người ta vẫn mến mộ với là cả ba dòng, và tôi cho rằng họ mến mộ là quyền của họ và họ có quyền nâng niu ở ngoài lãnh thổ nước Cộng Hòa Dân chủ Việt Nam Đúng này, đúng đúng họ có thể làm bất kỳ đúng diễu hành gì, chúng tôi không thèm để ý đến. đúng Nhưng có dã tâm mang cái lá cờ ba sọc đó hoặc ca ngợi lá cờ ba sọc đó là đại diện của người dân Việt Nam, hoặc là âm mưu muốn mang cái lá cờ đỏ trở lại cái đất nước Việt Nam này, thì tôi tin tưởng rằng không đất được. nước Việt Nam sẽ lại đập chết như đã từng đập chết của Chúng dân tộc ta mình lại lần tiếp nữa. tục hy sinh bản thân già để bảo vệ cái lá cờ đỏ sao vàng. Tôi nói thật với anh á, là tôi luôn luôn suy nghĩ như thế này: nếu đất nước bình yên thì con cháu chúng ta là học tập và làm khoa học, làm kinh tế. Nhưng nếu đất nước mà có binh biến, tôi không sợ cái cờ sọc ba que đó đâu. Tôi nói một một đất nước nào đó mà đến xâm lược chúng ta, tôi là cựu chiến binh, đầu tiên là tôi động viên con cháu tôi là phải coi như là gia nhập quân đội. Con trai tôi là bác sĩ, thạc sĩ, nhưng mà tôi vẫn nói con là phải đi học cái lớp sĩ quan dự bị. Học xong lớp sĩ quan dự bị rồi, có quân số rồi, có số hiệu đàng hoàng của thành phố này, của thành phố Hồ Chí Minh rồi. Nếu có chiến tranh, con tôi là xung vào đội coi như là sĩ quan dự bị, là đi 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 làm công tác sĩ quan của quân đội đó. Thì tôi mới nói thêm với anh như thế này: cả những người dân yêu nước ai cũng vậy thôi, nếu bình thường là bình thường, thì tôi cũng nói giống anh vậy đó. Cái lá cờ sọc ba que đó đối với một số người mà sĩ quan mà người ta có trình độ hiểu biết thì người ta đã bỏ nó lâu rồi. Còn những người mà quá khích, những người mà gọi là cứ muốn là lợi dụng cái lá cờ này để mà thu nhập cho bản thân hoặc là có lợi cho bản thân, thì những người đó cố giữ cái lá cờ đó nói. Nhưng mà nói gì thì nói ở đâu thì nói, nhưng mà nói là cái lá cờ đó là coi như là đại diện cho nhân dân Việt Nam là không được, mà nói là muốn đem cái lá cờ đó để về coi như là gây dựng để mà lật đổ cái lá cờ đỏ này, để cái lá cờ đó thống trị, thì làm sao mà lật được? Chính một tàn mà nước Việt Nam người ta theo cái lá cờ đỏ sao vàng rồi. Bây giờ cái lá cờ đó nếu mà muốn cái gì cũng chả làm ăn được cái gì cả, cho nên là đừng có mà ảo vọng. Còn cái người mà ảo vọng thì bây giờ nên thức tỉnh lại đi, sống như thế nào để cho nó có lợi, có ích cho bản thân mình và cho đất nước mình. Mình đi gây coi như là hiềm khích rồi là phá rối trong nước thì không có lợi gì, mà lại để lại tiếp tục cái ngày tháng của yên bình ở Việt Nam, lại lại ghi vào sổ sách là những năm đó có cái thằng họ thằng kia nó ở bên Mỹ hay là bên nước nào về nó phá Việt Nam rồi lại bị tòa án xét xử, thì có phải là nhục không? Bây giờ sống ở nước ngoài thì cứ yên đi, rồi muốn về Việt Nam chơi thì về, chứ đừng có mà ảo tưởng mà lật được cái chính quyền này thì không có đâu, mà không ai công nhận đâu anh. Thưa là chị, đấy là thưa mọi người, tôi đã từng nghe ai đó nói rằng những người đã sống qua chiến tranh thì mới có trên cuối hòa bình. Tôi cho rằng lời nói này rất đúng chứ không phải ấy. Và về thực tế đây, bạn tôi đây người sống ở miền Nam trong cái giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, thì cái lúc nhỏ tuổi từ 14, 15 tuổi xuống thì nhiều khi phải theo cha mẹ chạy loạn đi tản cư rồi làm ăn không yên ổn gì. Của bản thân tôi, tôi được sống ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhưng đến của Mỹ cũng vẫn mang bom đạn đi. Cái tuổi nhỏ chúng tôi đi học phải đào hầm đào hố đeo lùn rơm đội nón rơm rồi phát túi cứu thương cũng không khác gì một chú bộ đội con, rất cực khổ. Đáng lý ra những cái cây tre mà cha mẹ trồng được đó có thể được sử dụng vào những để làm những cái công cụ trong gia đình, cái rổ cái rác, nhưng phải chặt đi để làm hầm cho con cho cá, và không phải được học yên một chỗ đâu. Có khi 3 4 tháng học ở cái làng này rồi là chạy sang cái làng kia. Nói Chắc chung phải. là chúng tôi cũng không khác gì những cái chú bộ đội nào lùn rơm đeo, nó vô cùng cực khổ. Thế nhưng mà vẫn có những cái luận điệu phải nói là tôi cho rằng rất là độc ác và đê tiện, khi cứ so sánh rằng nền kinh tế của Việt Nam chúng ta tại sao không bằng Thái Lan, tại sao không bằng Hàn Quốc hay là bằng Philippines. Cái đó thì tôi cũng nói với anh thế này: Vâng. đừng có so sánh như vậy mà là đâm đâm ngu. Những cái năm chiến tranh ở Việt Nam
thằng Mỹ đổ biết bao nhiêu tiền vào thằng Thái Lan để thuê khu căn cứ quân sự của Thái Lan để đánh phá Việt Nam chúng ta. Thằng Thái Lan nó lấy tiền thuê đó, nó xây dựng đất nước nó, trong khi mình lại bị thằng Mỹ coi như là tàn ác, tàn phá. Là một, thằng Triều Tiên nó giàu không phải bỗng nhiên đâu, mà là nó cũng bán quân đội của nó sang cho thằng Mỹ, gọi là quân viễn chinh Bắc Trung Uy, đưa vào Việt Nam, miền Nam chúng ta, gây biết bao nhiêu tội ác với nhân dân chúng ta. Cái thằng mà gọi là cái thằng Bắc Trung Huy đó, gọi là cái quân mà gọi là cái quân Bắc Trung Huy mà nó là kiểu như là thằng Bắc Trung Huy đó, nó giao quân đội này để nó lấy tiền nó xây dựng đất nước Hàn Quốc à, thì mấy cái thằng này nó sang Việt Nam là nó máu lắm anh ơi, nó tiêu diệt, nó đi càn quét, nó tàn ác, nó vào một cái làng nào coi như là nó giết sạch cái làng đó, mà nó từ con gà, từ con chó nó cũng bắt, và trẻ em nhỏ nó cũng giết, có gì nó giết sạch. Cho nên cái lòng mà căm thù lúc bấy giờ đối với chúng tôi là những người cách mạng, những người mà của mặt trận dân tộc giải phóng á, mà nghe cái chỗ nào mà cái thằng đội quân của Bắc Trung Huy đóng quân là chúng tôi là tiêu diệt chúng nó cùng ở đâu là chúng tôi TKZ là cách vô đó đem nó cho nên chúng nó chết. Cho nên là rất nhiều thằng là hy sinh ở Việt Nam đó. Vì vậy, tôi muốn nhắc lại vấn đề này. Tôi nói hết với anh, tôi đang muốn nói rất nhiều. À, thì những cái năm mình khó khăn, mình gian, nó tới năm 75, thì làm sao mình đi sát được cái mấy nước đó. Thằng Singapore, nó cũng chia ra từ cái thằng Malaysia, rồi nó không có chiến tranh, rồi nó lại đầu được Đông Nam Á là ai cũng nghèo, nó là nhỏ nhưng mà nó khôn, nó làm ăn kinh tế. Thì nó phải giàu lên. Còn mình sau năm 75 mình chẳng còn cái gì hết. Mình có bao nhiêu ở ngoài Bắc tiền tuyến lớn viện trợ cho miền Nam để giải phóng miền Nam. Ngoài Bắc cũng quỵt kệ, trong Nam cũng quỵt kệ. Thằng Mỹ có để lại cái gì cho Việt Nam, miền Nam không? Không có. Không có để. Chỉ đó là bom. Để không phải. Đó là bom. Nghe để lại là để lại thế này. Bom mìn cài, bom đổ xuống chưa nổ, mìn cài và gái điên. Đó, cho nên tôi thấy những cái người so sánh như thế là những người không có văn hóa. Một cách tôi thấy độc ác có được không chị? Quá độc ác luôn, tại vì giải phóng được thằng Mỹ là tất cả chúng ta đã kiệt quệ. Anh em chúng ta đã, đồng đội chúng ta đã hy sinh biết bao nhiêu người để giải phóng được miền Nam. Thì làm sao chúng ta vượt dậy kinh tế bằng các nước được? Nhưng bây giờ anh thấy không, sau bao nhiêu năm chúng ta vẫn cứ có đổi mới, chúng ta vẫn có những cái nền kinh tế chúng ta phát triển. Đời sống chúng ta bây giờ nhìn chung cũng chỉ thua 30% thôi, chứ không phải là thua tới 70% các nước Đông Nam Á này. Đó, cho nên tôi thấy rằng là xung quanh thêm một chút thông tin như thế này. Yeah. Tức là Singapore khi mà tách ra khỏi Malaysia vào thời điểm năm 1965 thì bình quân đầu người của họ đã là hơn 300 đô. À, trong khi đó ở Việt Nam trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ rồi là chống Trung Quốc cũng được. Đến những năm đầu những năm 90 thì bình quân đầu người của chúng ta mới có hơn 100 đô. Tức là cái xuất phát điểm của chúng ta vô cùng thấp. Tôi nói với anh là năm 65 so với những năm 90 mình đã thua rồi. Cho nên là những thứ so sánh mà chiến tranh đó mình không có so sánh như thế nào được. Không. Tất cả làm như tôi muốn so sánh nha. Phát điểm của chúng ta quá thấp so với những nước kia, nhưng họ vẫn so sánh mức sống bây giờ thì đó là một phát. Sau năm 75 chúng ta không ai viện trợ, không ai cấp cho chúng ta cái gì, mà chúng ta phải tự lực cánh sinh, chúng ta phải trồng lúa, trồng khoai, chúng ta ăn, còn phải khắc phục hậu quả chiến tranh, khắc phục còn bom mìn nổ khắp nơi, bà con đồng bào chúng ta còn bị hy sinh, bị cụt chân cụt tay, chúng ta còn phải băng bó, chúng ta phải hành cánh vết thương lại. Rồi những bao nhiêu gia đình mà con người ta, con những người thân mà bị mất, rồi bao nhiêu cũng như là chồng không về, vợ mất chồng, rồi chồng vợ thì mất con. Và nói chung là kinh tế là kiệt quệ. Tôi nói với anh là dồn hết vào để mà 30 tháng 4. Thì đến sau 30 tháng 4 là coi như là một người ốm đói mới dậy. Thì mới dậy thì phải từ từ mới lại tỉnh lại, mới phục hồi được sức lực. Thì có sức lực mới làm được tất cả. Nhưng mà anh thấy cái mà thành quả của Việt Nam tới bây giờ thấy không? Đầu tiên là đường,
500V, 500 kV Bắc Nam để miền Nam với miền Bắc là chi điện, đó là một cái thắng lợi lớn. Thứ hai là chúng ta làm được thủy điện, đó. Làm thủy điện cũng phải đổ hết sức lực của đồng bào, của chiến sĩ để mà coi như là cắt lưng buộc bụng để lấy tiền để đi mua vật tư vật liệu để mà làm thủy điện, chứ chúng ta đâu có cái nguồn gì sản xuất trong nước. Rồi nhân tài của chúng ta là coi như là đi chiến tranh, đi làm vệ quốc hết rồi, hy sinh hết rồi. Rồi bây giờ lớp trẻ mới lên thì phải đào tạo, phải học hành thì mới có khoa học kỹ thuật được, thì làm sao mà so sánh được với các nước. Nhưng bây giờ tôi nói thật với anh, từ năm 2018 đến 2020 trở đi, để tôi nói thật với anh, tôi kỳ vọng lớp trẻ sẽ không thua gì các nước, và đến 10 năm sau là coi như là con cháu chúng ta đứng vững mà có thể là ngang ngửa tất cả các nước Đông Nam Á. Nhất là sau đại hội đảng lần thứ 12, chính phủ hiện nay là một chính phủ kiến tạo, rất tạo điều kiện cho những doanh nghiệp, cho những cái cá nhân để làm kinh tế, phát triển tài năng cũng như là cái số vốn của mình để làm ăn kinh tế. Tại sao tôi lại nhắc đến vấn đề này thưa các bạn, là để nhắc nhở những cái kẻ chống cộng ở hải ngoại cũng như những người mơ hồ còn cứ suy bì tị nạn, cứ so sánh rằng cuộc sống ở Việt Nam thấp hơn với lại các những cái quốc gia lân cận như Hàn Quốc, như Thái Lan, thì như chị Dung vừa nói đó. Trong khi mà đất nước chúng ta còn đang phải mẹ bồng con đi chạy loạn, còn chúng tôi thì phải chui vào hầm, thì họ đã có những cái đồng tiền do lính cánh thuê sang đây, hoặc bán là do thuê những cái căn cứ ngày thời những năm đó người ta đã phát triển rồi. Đúng rồi. Trong khi chúng tôi thì còn phải đang phải chạy loạn theo cha mẹ người, thì chạy loạn theo cha mẹ người thì đi học mang một đơn đi, chưa được xây dựng. Anh biết không, thằng Hàn Quốc nó cũng bán cái khu quân sự của nó cho Mỹ. Vâng. Một năm nó thu bao nhiêu tiền để nó gây dựng đất nước nó, chứ đâu phải tự nhiên nó lớn được đâu. Ngoài ra nó còn cái lực lượng gọi là quân viễn chinh, thì nó còn bán sân bay, nó còn bán cả một cái vùng gọi là khu quân sự cho thằng Mỹ để bảo vệ thằng Mỹ để tránh với Triều Tiên. Thì nó thu một năm bao nhiêu tiền anh biết không? Thằng Philippines cũng là bán coi như là quân sự bán kiểu như là bán những cái vùng đất để cho nó làm khu quân sự để làm sân bay cho mướn, thì nó có thu nhập thì nó phải giàu có lên chứ. Còn mình có được nó là đánh các Mỹ thì còn có gì nữa. Thì mấy người so sánh đó, mà giờ tôi nói rằng nghe tôi đang bực mình cái chỗ này nè. Có một cái thằng tôi là sáu mấy rồi thì tôi gọi, có một cái thằng em nào đó nó nói là chúng mày sắp mất nước Việt Nam rồi sao chúng mày mất Trường Sa rồi mà chúng mày không đem quân về bảo vệ mà phải đi là bảo vệ hòa bình thế giới. Thì tao thấy cái thằng đó nó nói là nó không có suy nghĩ. Hòa bình thế giới mà Liên Hiệp Quốc yêu cầu, Việt Nam sẵn sàng đưa những sức trẻ của Việt Nam đi bảo vệ thế giới để người ta biết rằng Việt Nam có một đội quân hùng như thế nào, dũng cảm như thế nào để đi bảo vệ thế giới. Còn Trường Sa, còn đất nước Việt Nam thì có Đảng Cộng sản Việt Nam, có chính phủ Việt Nam, những người ở trong Bộ Quốc phòng người ta lo quốc sách bảo vệ thế nào, có những người đó chịu trách nhiệm. Còn chúng tôi là những người Việt Nam yêu nước, chúng tôi chỉ biết giữ sức khỏe và bảo vệ những cái gì mà từ xưa đến giờ mình yêu quý. Chứ còn mà bảo chúng tôi đem sức để đi ra bảo vệ Trường Sa thì ta hỏi về mấy thằng ở nước ngoài chúng mày không về bảo vệ Trường Sa đi. Và thưa chị, kẻ được tham gia vào cái đội quân gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc không phải muốn là được đâu. Đúng rồi. Phải đáp ứng được những cái yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc đề ra. Đúng. Điều đó chứng tỏ rằng quân đội nhân dân Việt Nam của chúng ta đang ngày một phát triển. Đúng rồi, một ngày lớn đáp từ cái sự đa của thế giới. Của thế giới. Và đáp ứng được những nhiệm vụ. Đúng rồi. Mới được vào. Chứ đúng rồi. Cứ thích vào là được. Bây vào. Giờ mấy thằng ba que sợ ló ở bên Mỹ cũng muốn đi cũng đâu có đi được. Ai cho nó đi? Trời ơi, đâu phải đơn giản đâu anh. Cho nên tôi nói điều đó là khẳng định rằng quân đội nhân dân của quân đội nhân dân Việt Nam càng ngày một càng lớn mạnh và đáp ứng được những cái nhu cầu khắt khe của các đội quân nhân dân hòa bình của Liên Hợp Quốc, nào là ngoại ngữ, nào là trình độ xử lý trang bị kỹ thuật, rồi sức khỏe, rồi về cái kỹ năng chỉ huy, kỹ năng tác chiến, thì là cái thích tham gia đâu phải đua, đâu phải nói mà được đâu. Cho nên là tôi thấy là mấy cái thằng bắp que sỏi lá nó nói bệnh nó bạ thôi.
À, cho nên tôi nói thật đó hả, không có ý nghĩa gì mà cũng chẳng có giá trị gì mà anh em ta nhân dịp Tết thì nói chuyện cho vui thôi. Vâng, chứ vâng. Tôi thì tôi cũng chả sợ gì chúng nó đâu. Dạ, mà là cái quái gì. Vâng, vâng. À, cái điều này thì tôi rất là tin tưởng tuyệt đối bằng người đồng đội mấy thế, dạ. Và không có một chút nghi ngờ gì, chúng ta không sợ gì cả. À, chúng ta đây cũng là một dịp mà ôn lại những cái kỷ niệm, những cái quãng đời tuy không dài lắm, trong tạm cuộc đời, nhưng nó là nhưng mà cũng có thời đời. Gian cũng là ở trong chiến tranh đó, anh biết không, một ngày nó như là một năm. Vâng, đúng vậy. Đó, nó dài lắm, tại vì rồi đi chạy giặc rồi là đi chống càn, nói chung là nó rất là dài, cho nên là 5 năm, 10 năm, 7 năm của anh em mình nó là cả một chuỗi coi như ký ức. Bây giờ mình sống từ 5, 7 năm về không thật sự, nhưng mà mình cảm thấy cái thời gian nó rất ngắn, tại nó là bình yên, nó rất ngắn, nhưng mà cái thời 5 năm, 7 năm đó nó dài lắm, nó quý lắm. Dạ, à, đúng vậy. Đó, cho nên là tôi thì có những người đã từng trải qua những cuộc chiến tranh mới biết trân quý những ngày sống hòa bình. Câu nói đó không quá đâu, và không phải là chúng ta tự đề cao nhau, nhưng chúng ta hiểu cái nào là chiến tranh, là mất mát. Không phải chúng ta trực tiếp là những người cầm súng chịu khổ cực, mà người thân của chúng ta đêm ngày lo lắng không biết nó đi như thế thì có được chân cứng đá mềm hay không, nó cùng với anh em nó có được ăn no hay là gì đó. Cái đó cũng là những người rất là cùng chịu đựng với chúng ta. Cá nhân như chúng tôi, thí dụ như mà những người bộ đội ở nhà cha mẹ lại lấy cho cô vợ, thì những người vợ đó cũng là vô cùng anh hùng. Chứ họ phải chờ đợi, nào là phải nhớ thương chồng, nào là gánh vác công việc xã hội, công việc gia đình, chữ thân của mẫu. Cho nên đã có một cái status, tôi nói là những người vợ lính ở chiến tuyến họ là anh hùng, anh hùng hơn cả những anh hùng đúng đó. Cho nên là cũng rất mong những bạn trẻ đặc biệt là những người còn đang có cái đầu óc cực đoan chống cộng, thì các người hãy dũng cảm lên, nhìn nhận rằng những người cộng sản là những người tuyệt vời, họ là những người vô cùng nhân đạo, họ là những người trước sau như một mà thế giới phải công nhận. Những người cộng sản này không ai khác là cũng là người Việt Nam, và những người bác, người chú, người cha, người anh của các vị. Cho nên các vị hãy nhìn nhận vào sự thật và hãy coi như là dũng cảm đón nhận. Vâng, đúng vậy. Đón nhận cái tình cảm của người Việt Nam yêu nước, đừng có đối đầu và cũng đừng có coi là thành kiến nữa. Chúng tôi, những người cộng sản ở trên đất nước Việt Nam này không thành kiến. Những người thua ra đi, bây giờ quay trở lại, chúng tôi sẵn sàng vui vẻ đón nhận, nhưng đừng làm gì để ảnh hưởng tới chúng tôi. Còn nếu mà các vị về Việt Nam mà làm ảnh hưởng chúng tôi là chúng tôi đập bà, không tha cho đâu. Tại vì tôi là một cựu chiến binh của thành phố Hồ Chí Minh, không phải một mình tôi mà tất cả những đồng đội của chúng tôi đều một lòng chống nhau. Nếu cần chúng tôi sẵn sàng mặc áo lính. Cho nên là các vị hãy suy nghĩ lại đi, già rồi nên coi như là quay đầu lại yêu nước bằng cách là cứ lặng lẽ về Việt Nam chơi vui vẻ, thăm bà con, thăm cộng đồng, rồi muốn đi du lịch đâu cứ đi du lịch, muốn ăn gì cứ ăn, muốn chơi gì cứ chơi, nhưng mà đừng làm gì ảnh hưởng, đừng làm gì tổn cái đất nước này, đừng làm gì phạm pháp thì không ai đụng tới các anh. Chúng tôi mà nêu ra những vấn đề này cũng chỉ mong rằng những người chống cộng cực đoan hãy có cái nhìn cho nó đúng đắn và dũng cảm đi, phải thừa nhận những thành quả mà những người cộng sản và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong suốt các cuộc kháng chiến cũng như xây dựng đất nước này. Thành quả này không phải là chúng tôi tự nói ra, không phải mà cả thế giới cũng phải thừa nhận rằng Việt Nam là một trong số ít quốc gia có cái mức phát triển ấn tượng và bền vững, và ngày nay cả thế giới cũng phải thừa nhận rằng uy tín của nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam đã được thừa nhận. Nhưng mà anh thấy không, tôi thấy có cái chỗ này là ngày xưa đó, cái thằng Mỹ là nó là lãnh đạo Việt Nam, dựng lên Bùi Nhiệm, chính quyền Bùi Nhiệm, nhưng mà chưa có một cái đời tổng thống nào nó đặt chân sang Việt Nam để miền Nam, để nó thăm miền Nam. Và là thậm chí những cái tổng thống của Việt Nam sang thăm thì nó tiếp ở những cái hải đảo được không? Nó không có phải mời đi sang thăm, mà nó chẳng qua mời gọi sang để đúng là rồi, nó ký kết là nó viện trợ cho bao nhiêu thôi. Nhưng mà anh thấy không, thì khi Việt Nam mình nó là gia nhập vào FTO đó, rồi từ tổng thống coi như là Clinton, rồi tới tổng thống Bush,
rồi tới tổng thống Obama đều qua Việt Nam thăm, mà đều ở Việt Nam ngủ khách sạn là Việt Nam, anh thấy không? Thì là thằng Mỹ, tổng thống Mỹ nó đã công nhận Việt Nam rồi, chúng mày là cái quái gì mà cứ đi chống cộng hoài, rất về quá các con nè, các con suy nghĩ lại đi. Đó là một cái lời nhắn nhủ rất là coi chân tình, rất là mộc mạc của một người nước cựu chiến binh. Nó cũng thể hiện cái tấm lòng của một người dân chúng tôi tuy thế, nhưng mà không thể nào muốn vui móc lại quá khứ làm gì. Chính các người đã khơi dậy buộc chúng tôi phải lên tiếng tiếng nói này, và chúng tôi chỉ mong muốn là các người hãy dũng cảm một lần thôi, nhìn nhận các người là những người đã bị thua, cái không có tồn tại, các người là chỉ Việt Nam chúng con thôi, và các ngài phải biết được những cái thành quả của cộng sản Việt Nam và những người nhân dân Việt Nam người là đáng nước. Trân trọng là sự thật, chúng tôi không phải tô vẽ bất kỳ chúng tôi không dối trá, chúng tôi không lừa đảo, mà cái sức thuyết phục thì chỉ là sự chân thật, đúng, sự chân thật là thuyết phục nhất. Cho nên các người có nói nào, nhưng tôi chỉ hỏi là tại sao người tài giỏi với những người cộng sản, những người về cộng chúng tôi tệ ai hạ đến thế mà chúng tôi lại giành lại được đất nước, chúng tôi lại được thế giới thừa nhận, được thế giới trân trọng. Còn các vị tài giỏi tại sao các người lại cứ phải chui lùi ở một cái xó công viên kéo lá cờ vàng đi ở một góc phố hay là một xó công viên nào đó mà các người tự hào một cái gì? Lơ tơ mơ mấy thằng cảnh sát Mỹ nó bắt được nó còn cho đi tù. Cho nên chỉ mong muốn các người là những người biết điều, để chúng tôi có sự thông cảm, để chúng tôi có sự chia sẻ và một phần nào hơi nể các vị là những người biết điều, là những người, yêu nước. Đâu là biết sự thật, đâu là cái không biết thật. Chúng tôi không cần các người yêu nước viện trợ tiền hoặc là đi vận động về đem về Việt Nam, chúng tôi không cần, mà chúng tôi cần những cái cử chỉ thái độ các người về tôn trọng những người Việt Nam chúng tôi đó. Đừng có coi những người Việt Nam chúng tôi là như những kẻ nô lệ, đừng coi những kẻ coi như là anh bám, đừng coi chúng tôi là những kẻ coi như là nghèo đói, coi như là hèn mặt như thế thôi. Tôi coi mấy người nên tôn trọng chúng tôi như coi mấy người Mỹ đó. Vâng, tóm lại chúng tôi muốn các người trung thực. Trung thực trong cách nhìn nhận. Nhưng ở Mỹ nó còn phân biệt da nọ da kia nha anh. Nhưng mà chúng ta ở đây là không phân biệt, nó là Hàn Quốc, nó là ngụy quân ngụy quyền, nhưng bây giờ nó thôi rồi, ngụy quân ngụy quyền nó tan rã rồi, bây giờ nó sống lưu vong. Thì có thể nó về Việt Nam nó vui vẻ thoải mái mình cũng cho, nhưng mà đừng có quậy phá, đừng có coi cái kỷ cương ở đây không ra gì, là bị coi như là nhân dân chúng ta coi như là trừng phạt. Chúng tôi là những người phụ nữ áo đen, áo bà ba đen thân rằng đại diện cho những người phụ nữ Việt Nam yêu nước. Cho nên từ thời chống Mỹ, những thằng Mỹ, những thằng Ngụy mà đang gặp những người áo bà ba đen thân rằng thì chúng nó đã khiếp sợ rồi. Bây giờ chúng tôi vẫn tồn tại nha chưa? Nói cho các vị biết. Đó các bạn cũng thấy khi mà các bạn nói bức xúc và muốn thể hiện cái tình cảm thì những người dân Việt Nam chúng tôi đã thể hiện rõ ràng nhất cái bản chất tuy mộc mạc nhưng nó đã sự quyết tâm, là một cái gì rất đúng đắn của những người đã tham gia những cái trực tiếp tham gia vào cuộc cách chiến, và bây giờ đang là người dân cũng rất bình thường trên cái trái đất thì hết chiến tranh rồi thì anh em mình coi như là đâu còn phải tham gia là lính tham gia coi như là mặt trận dân tộc giải phóng gì nữa đâu. Chúng ta trở thành người dân thường để mà xây dựng đất nước này thì mỗi người phải làm việc nọ việc kia, phải vất vả, phải lo toan thì có báo gạo tiền thì mới có ngày hôm nay, mọi người mới vững vàng được chứ. Đâu phải công thần đâu, đâu phải ông nọ bà kia đâu. Hôm nay nhân là ngày Tết, còn đang nhàn xuân giờ đi thăm nhau, thăm anh em, thăm nhau được. Thì thực tế ra thì mỗi người mỗi công việc, vẫn phải trong nhà trong cháu trong con trong cái, nhưng tuy không tham gia xã hội nhưng mà công việc gia đình thì vẫn còn đắc lực lắm. Anh còn là ý gì nữa không? Thực ra thì cũng còn rất nhiều, nhưng mà một là để cho khỏi mất thời gian của các mọi người, và cũng hai nữa là để chúng ta chuyển vấn đề cho nó đúng cái không khí của ngày xuân, thì cứ bị thu hút vào cái vấn đề nào quá thì nó lại tại tôi cứ thấy bọn phản động với bọn chiếc hôi này nó bôi nhọ đất nước tôi trần lắm, cho nên tôi cũng bức xúc tôi nói bôi nhọ một cách xuyên tạc, bôi nhọ nó không có thực tế nên là tôi mới nói ở cái chỗ đó để cho chúng nó hiểu thôi. Chúng nó bây giờ đã đánh con đánh cháu tôi chứ làm sao mà chúng nó lớn hơn tôi được. Những người lớn hơn tôi thì ta đã buông xuôi rồi, ta không có còn coi như là lên tiếng gì nữa đâu, ta biết là ta thua rồi.
Và là thưa mấy chị rằng vừa nãy chị nói lên là có một cái thằng em nào nói là tại sao không lôi chứ chuyện đó sao đó, đó. Nói, xin báo cáo với chị đó là chính là một nhân vật trong cái kênh VHK, là một trong cái kênh mà ngay từ ngày đầu tiên tôi đã có những bài vạch mặt còn chúng ta là ô hợp, là lương lẹo, là thiếu trung thực, là một cái đất vật phá. Thì cái nhân vật mà chị nói đó chính là mang tên